Nhóm Tông Nữ Miền Tây kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được đại diện cho hai vị mạnh thường quân, đó là chú Ba Chích Lê cùng với lại là anh Hùng Trần, đến thăm hoàn cảnh gia đình của bé Ngọc. Thì thông qua những cái video của mấy chị em tụi con làm á, thì chú và anh có nhìn thấy được bé Ngọc, cho nên nó là rất là thấy thương luôn, muốn gửi tặng một cái phần quà để xem như là quà tặng cho bé, để mà giúp đỡ trong việc học tập cũng giống như là sinh hoạt. Nhà của bé Ngọc á, thì các cô chú anh chị có, các bạn có thể nhìn thấy đây là con đường mà con đang đi vào. Đầu tiên khi mà đi qua nhà của bé Ngọc thì sẽ tới nhà của bà Tư trước nha. Nhà của bà Tư là bà của Tiết Yên á các cô chú. Còn nhà phía bên kia là của Tiết Yên. Dạ, nhà của bé Ngọc thì nằm ở phía sau bên trong luôn. Đây, bây giờ thì con xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng con vào thăm bé Ngọc với lại bà Hai nha. Con ngồi dưới này nè, con ngồi dưới đó. Dạ, con chào bà Hai. Dạ. Chào Ngọc. Giỏi. Ngọc chào qua con. Ngọc. Em ngồi đây đi, chị ngồi đây cũng được. Này Ngọc ngồi xích qua đây cho chị nè, cho mọi người thấy rõ em nha. Dạ. Bà Hai đang ngâm cái gì đó? Bà Hai đang ngâm cái giò nó tê. Dạ. Vì nó tê với nó nhất từ cái đùi nó tới với nhượng luôn con. Dạ. Nó nhất nữa. Rồi bà ngâm này đặng cho nó đỡ nhất. Dạ, rồi ngâm cái này là bữa giờ lâu chưa bà? Ngâm hoài luôn vậy đó. Dạ, rồi bà thấy đỡ sao? Không? Như nó giảm bớt vậy đó. Dạ. Rồi vừa uống thuốc nữa. Dạ, rồi cỡ này chân của bà Hai là có đi lại trong nhà được không bà Hai? Đi trong nhà được rồi chứ chưa ra đường được. Dạ, vậy là cũng đỡ nha. Con biết sao bị cái chân sống nó ra. Dạ. Chân sống này bị khó quá nè, với bị co nữa. Mới đi khám bệnh bác sĩ mấy ngày nay. Dạ, rồi bác sĩ hồi chẩn đoán sao hả bà? Chẩn đoán nói cái bệnh này phải mổ mới thật mới được. Là bà Hai là bị bệnh bệnh nhiều mổ thật mới được. Mà giờ bà Hai đâu có tiền đâu mổ thật. Dạ. Cái nó được cái miếng băng cho bà băng lại ngang đây nè. Băng ngang lại kèm lượng cho nhúng nhích chân sống á. Dạ. Rồi sử dụng như bà đi băng lại, còn ngồi thì mở ra. Họ có nói với mình là cái chi phí phẫu thuật cái cột sống là khoảng bao nhiêu tiền không bà? Nhiều lắm con ơi, dễ gì. Đúng hả? Mình dạ. Già nó yếu sức nó tiền nhiều lắm. Dạ. Ừ. Rồi con của bà Hai thì có biết tính cái chuyện này chưa? Không, thì để thấy đại vậy sống qua ngày vậy tiền đâu có. Dạ. Bà Hai có tổng cộng bao nhiêu người con không? Sao để người nào nó nghèo không à? Dạ. Đi làm mướn không ơi? Rồi hiện tại là không có ai ở gần bà Hai hết trơn á. Có ba nhà này mới về ở mấy tháng này đó. Dạ, hiện tại là ba cô bé là đang ở đây hả bà? Đang ở đây, đặng mặn kiếm tiền nuôi đó đó. Dạ, ba cô bé gì đây thì đang làm nghề gì hả bà không? Đi làm công ty, bưng quà. Dạ. Bà Hai cho con hỏi là mẹ của bé thì sao? Thôi rồi. Vậy là bây giờ là bé là chỉ có một mình ba thôi. Rồi mình anh với hai cha con nuôi nhau đó. Ở đây với bà đó. Dạ. Rồi năm nay là Ngọc bao nhiêu tuổi rồi Ngọc? 9 tuổi. 9 tuổi, năm nay em học lớp mấy? Lớp 2. Lớp 2. Trong các khoảng thời gian mà ba đi làm đó em có nhớ ba không? Nhớ. Nhớ, rồi mỗi lần nhớ thì phải làm sao? Có hay gọi điện thoại hỏi thăm ba không? Lúc mà ba đi làm em có hay gọi điện thoại hỏi thăm ba không? Không. Không luôn. Rồi khi ba mà... điện đó rồi có. Dạ, vậy là ba gọi thôi chứ em thì nó còn nhỏ nó cũng không có biết. Chưa biết gọi. Dạ. Rồi lúc mà... chưa biết nói nữa cô ơi. Dạ. Không biết gọi rồi nói sao nó không biết nữa. Lúc mà ba về tới giờ thì Ngọc vui không? Vui. Dạ. Bé Ngọc là có biết tới mẹ của mình không bà? Anh thấy điện như mẹ nó bỏ đi luôn rồi cái thì cũng nhắc mẹ tới luôn vậy đó. Dạ. Rồi điều mẹ nó qua không quan tâm tới nó nữa. Bao nhiêu lâu rồi bà? Nè, 2 năm rồi. 2 năm rồi. Ừ, 2 năm rồi. Dạ, vậy là cũng không có gọi điện hỏi thăm hay là về thăm bé luôn. Không hỏi thăm gì vậy trơn. Không hỏi thăm gì bỏ luôn rồi, đứt luôn rồi. Dạ. Mà bình thường ba đi làm thì là để bé lại ở nhà cho bà hai chăm. Để ra cho bà chăm rồi cho ăn cơm nước nè. Dạ. Rồi tới luôn vậy đó. Dạ, rồi bé ở nhà nó có ngoan không bà? Nó cũng ngoan, sai gì cũng làm nấy hả? À. Dạ, vậy là cũng đỡ ha. Rồi đỡ, cũng ngoan, dạ gì làm nấy hả? À. Dạ. Kêu quét nhà thì quét, kêu bạn gì thì bạn nấy hả? À. Dạ. Chứ không biết làm chân á, kêu bạn à. Dạ. Cũng rồi. Được. Rồi, chân cẳng của bà Hai thì đi lại trong nhà cũng khó khăn, không biết là bình thường cơm nước thì sao hả bà? Thì bà có cái cây bốn chân đó. Dạ. Mà cầm tới hầm lui cái đầu có nấu. Dạ, vậy là cũng chịu khó đi. Có sợi dây nó căng trên đất nhà đó con. Dạ. Cái bà dịnh, bà sợ té ra, té hình lần hết hồn rồi. Dạ. Rồi cái này giờ còn bầm chân nè. Cái chân bầm tái chân luôn nè. Dạ. Té cái bầm luôn, thông hết luôn á. Dạ. Bà con biết gì không, là 4 tháng luôn đó. 4 tháng mới đỡ luôn đó. Dạ. Rồi tốn tiền cũng bộn con.
Ba không chịu bạc đó. Bà hai cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ờ, bởi vậy bà giữ gìn ăn nuôi cháu. Có khi bà gầu nó chết mẹ rồi. Rồi có chỗ gầu nó chết. Cô biết không, có mớ té không không? Nằm một tháng trời đâu có đi được đâu. Dạ. Còn ba nó cổng. Cổng cho đi đi tiểu á. Đi cầu á, cổng vô rồi cổng ra đó. Dạ. Đi đâu được, đi rất thốn cho này nè. Dạ. Không biết là năm nay bà hai bao nhiêu tuổi rồi? Rồi 72 tuổi rồi. 72 tuổi rồi. Dạ. Bà cũng già rồi. Sao người bà cũng được rồi. Dạ. À, bà hai đừng có suy nghĩ như vậy nha. Bà hai cố gắng sống thật là vui, thật là khỏe để mà có thể sống được lâu với con cháu. Dạ. Với lại cũng có thời gian chăm cho bé Ngọc á, tại vì ba bé nếu như mà đi làm á thì giờ cũng không có ai lo cho bé nè. Rồi bé thì ở nhà có một mình thôi thì sẽ rất là dễ tuổi thân luôn. Có bà hủng hỉ bà cháu thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thì có bà cháu đỡ hơn, cái muốn người ta thì hơi khó. Dạ. Ở chăm, ta chăm thì hơi khó hơn mình. Dạ. Mình thì nó dễ hơn. Ngọc thấy bà mình như vậy đó, Ngọc có thương không? Ngọc có thương bà không? Ừ. Thương nhiều không? Nhiều. Ừ. Rồi bình thường ở nhà Ngọc có hay giúp bà làm việc nhà không? Có. Là làm việc gì kể cho chị nghe đi. Lau nhà, quét nhà. Khi đổ rác. Bưng gỗ. Đổ rác. Rồi còn gì nữa không? Không. Không. Rồi giỏi quá rồi. Rồi đi học không chứ làm gì vậy nữa. Dạ. Rồi chị mới có 9 tuổi thôi nhưng mà cũng đỡ đần được cho bà hai những cái việc này. Dạ. Thì con thấy bé nó cũng đã rất là giỏi rồi đó ạ. Dạ. Dạ. Mà năm nay là Ngọc học lớp 2 thì em học một ngày mấy buổi? Hai buổi con. Hai buổi. Hai buổi là học sáng học chiều luôn. Dạ. Rồi năm rồi á, cái thành tích học của mình ở trên lớp có giỏi không? Năm rồi em có được nhận giấy khen không? Không được giấy khen cô ơi, nó học dở. Dạ. Nó hơi tối. Với phần ông ngoại rồi cái dạy ba nó bỏ đi hoài đó. Dạ. Học không được trơn, về đây mới học được đó. Dạ. Chứ học qua không biết chữ nào trơn. Trước khi mà về đây ở với bà là bé Ngọc ở ngoài kia là tới năm bao nhiêu tuổi hả bà? Ở 7 tuổi. Nay là 8 chứ tuổi là 2 năm đó. Dạ, vậy là mới về đây 2 năm ở với bà thôi. Còn trước đó thì là ở Bình Dương với lại ba. Ở với ba, ngoại với mẹ mà học không biết gì hết trơn. Dạ. Cô giáo mà dạy không biết gì hết trơn. Về đây bà dạy mệt muốn chết luôn. Học chỉ tới quên luôn, thua hoài, viết chữ không được nữa. Dạ. Sao ông bà đổ theo viết chữ được, học được lên lớp 2 đó. Dạ. Bà tưởng đâu nó dốt luôn rồi chứ. Ngọc cố gắng học tập nha. Rồi cái nào mà không hiểu thì có thể hỏi lại cô giáo hoặc là hỏi mấy bạn kế bên rồi mấy bạn chỉ lại cho mình nha. Dạ. Hiện tại thì ba bé chỉ có một mình lao động đi làm lo cho cả bà nè, cả em Ngọc nữa. Thì không biết là cái số tiền mà hàng ngày á bà có đủ để trang trải cuộc sống của mình hoặc là đủ để trang trải cái chi phí học tập của em không? Thì cũng xài hà tiện hà tặng nhín nha con. Dạ. Xài hà tiện mình ăn hà tiện tặng gì đó. Thì bà thì ăn tương đang có nhiêu tiền. Dạ. Bà ăn tương không à. Còn Ngọc với lại chú thì sao hả bà? Hả? Ngọc với chú thì sao? Chú nào? Dạ ba của Ngọc á. Thứ sáu. Dạ chú sáu. Là về bình thường là cơm nước là chú tự nấu hay sao? Trời đâu có bà nấu hết trơn luôn à. Ăn cơm không có nấu lon chứ miếng à. Dạ. Rồi bà do bắt lên nó nấu đó. Vậy đó rồi. Còn đồ ăn thì sao hả ba? Ông thì tự nó no làm gì nó ham làm. Dạ. Vậy nó coi sẵn vậy đó con. Coi sẵn vậy ăn từng lễ luôn. Dạ, chị là mình cũng mua cái gì đó gói gọn rồi xong mình làm rồi mình ăn vậy luôn. Vậy đó ăn từng lễ luôn vậy đó. Dạ. Còn rau thì bà luộc và ăn tươi và ăn riêng. Dạ. Luộc rau và ăn với thổ rồi đó. Ngọc em đến trường thì em có cảm thấy là mình đang thiếu thốn về cái sách vở hay là cặp gì không? Không. Đầy đủ rồi. Vậy có người ta có cho đó. Dạ, vậy là cũng có hỗ trợ. Có cho rồi. Dạ. Hôm đó cái người ở trên chợ đó. Dạ. Nó thấy chị cho nó cho hết trơn nguyên bộ luôn. Vậy là cho chứ được, cho cặp luôn đó. Được cho một bộ sách với là một cái cặp. Cái cặp nữa có cho đó. Vậy là cũng may mắn cho mình rồi ha. Dạ bình thấy thường tu nghiệp ta cho. Dạ. Cái người trên chợ nha. Bình thường thì Ngọc khi mà đi học thì em đi bằng phương tiện gì? Xe đạp. Xe đạp. Nhà xe đó em xài bao lâu rồi? Mua năm mấy rồi cô. Dạ. Bây giờ là sử dụng còn tốt không? Còn chừng giờ xài được vậy đó mà điện nó cũ rồi. Dạ, tại vì em thì nó cũng mới học lớp 2 thôi. Nếu như mà mình đổi mình mua xe lớn thì cũng khó chạy cho em. Nhưng mà xe nhỏ thì có thể mình cố gắng mình xài thêm thì được các bạn. Được, xài thêm được. Dạ. Ngày hôm nay thì con đến đây thăm bà hai cũng như là em Ngọc thì cũng rất là vui luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Đầu tiên đó là chú ở Ba Chích Lê. Dạ, thì chú có gửi một cái số tiền cũng như là
một cái món quà để mà gửi tặng cho bà Hai với lại em Ngọc. Thì cái số tiền này thì cũng là để lo cho cái việc học của em nè, cũng như là cái trang trải cuộc sống hàng ngày của mình đó bà. Thì đây là cái số tiền 2 triệu đồng của chú Ba Trích Lê, thì con xin gửi cho bà Hai đây trước nha. Tiền cho bà hay là cho dạ, cho bé Ngọc ạ. Dạ, cho bé Ngọc nha. Bà Hai giữ cho bé để mà lo cho bé trong cái việc học tập nha. Dạ. Dạ, tôi cảm ơn chú nha, xin nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chú cho tiền nhà cho cháu, cảm ơn. Dạ. Chú xin nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cho mạnh giỏi hơn cho con, cho cháu. Ngọc, cảm ơn ông đi. Cảm ơn con, cảm ơn con chú luôn. Chú. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Nhiều chúc sức khỏe. Chúc chú nhiều sức khỏe. Giúp cho con đi học. Giúp cho con đi học. Sau đó thì anh Hùng Trần cũng có gửi thêm một cái số tiền nữa, cũng với mong muốn là sẽ được hỗ trợ và giúp đỡ bé trong cái quá trình học tập đó bà. Và đây cũng là cái số tiền 1 triệu đồng của Mạnh Thường Quân, đó là anh Hùng Trần. Thì con cũng gửi lại cho bà Hai để mà trang trải và lo cho em Ngọc nha. Dạ. Dạ, tôi cũng cảm ơn cái chú gì đó quên rồi. Dạ, anh Hùng Trần. Chú đó cũng còn trẻ mà ha. Dạ. Tôi cảm ơn chú Hùng cho cháu ăn học. Tôi cảm ơn chú rất nhiều lắm. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú Hùng đi. Con cảm ơn chú Hùng. Chúc chú nhiều sức khỏe. Chúc nhiều sức khỏe. Làm ăn như thế nào? Dạ. Ăn phát đạt con. Phát đạt. Rồi, làm giỏi quá. Cho em đi học. Dạ, thì ngày hôm nay đến đây thăm bà Hai cũng như là em Ngọc, thì con cũng rất là thương luôn khi mà được nghe những cái chia sẻ của gia đình của mình. Hy vọng là bé Ngọc sẽ may mắn và sẽ có được nhiều sự hỗ trợ hơn nha. Dạ, riêng về bà Hai thì cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha bà Hai. Thì bà cũng giữ gìn sức khỏe hoài, ăn uống năng cúng thất thường, bị mình ăn tương đó con. Dạ. Nó hơi yếu. Dạ. Nó hơi yếu như người mình á, ăn rồi ăn tương nó ăn hơi lạc. Bà biết có huyết áp nó lên, ăn đâu có mặn đâu. Dạ. Thành ra ăn cũng hơi thất thường chút. Dạ. Mọi người nó hơi yếu. Mà nhà cũng như mấy nhỏ nó cho sữa uống, bà bổ thêm. Dạ. Ngồi đàng hoàng lại. Cảm ơn đi con. Dạ. Ngồi đàng hoàng xếp bằng lại con. Dạ, bé cảm ơn rồi á bà. Dạ, thay mặt cho gia đình của bé Ngọc cũng như là nhóm Thôn Nữ Miền Tây thì cũng cảm ơn chân thành nhất đến chú Ba Trích Lê cũng như là anh Hùng Trần vì đã gửi một cái số tiền về để mà hỗ trợ cho gia đình của bé Ngọc cũng như là chuyện học hành của bé. Cảm ơn hai chú rất là nhiều, cũng như là anh Hùng Trần cùng với lại chú Ba Trích Lê sẽ được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống mà. Còn bây giờ thì cho tụi con xin chào ạ. Chào chú.